Con mời mẹ. Mời anh. Công việc nhà đã có người làm rồi, con không cần phải làm gì hết. Mẹ muốn con nghỉ ngơi, chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Mẹ đã đưa thực đơn của con cho cô Mười lo rồi. Con phải ăn đúng theo chế độ đó nghe chưa? Dạ mẹ đừng quá lo cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều. Con ăn như mọi người là tốt lắm rồi ạ. Con ngồi xuống đây. Dạ. Mấy bữa nay con thấy trong người sao rồi? Dạ con nghĩ chắc con Chắc sao? Chắc sao con? Con nói đi. Ai vậy kìa? Ai mà tới giờ này? Buổi trưa ăn cơm xong không để cho người ta nghỉ ngơi là sao? em ơi, em vô phòng nghỉ ngơi đi. Anh nói chuyện với mẹ một tí rồi anh đi làm. Ha, em vô phòng đi. Dạ. Con xin phép mẹ, em xin phép anh, em đi nghỉ. Khoan, ngồi đây đã. Đưa chồng con đi làm rồi nghỉ sao? Nói cho mẹ nghe coi. Con thấy làm sao? Con thấy trong người con làm sao? Dạ thưa mẹ, con mới về. Em mới về. Xin phép mẹ, con vô phòng lấy đồ đi làm nghe mẹ. Ừ, con đi đi. Cô ba ăn cơm chưa? Để tôi dọn cơm cô ba ăn nha. Cảm ơn, tôi không đói. Dạ, con xin phép mẹ, con lên lầu chuẩn bị đồ cho chồng con đi làm. Ngồi xuống đã. Ngồi đi. Nói coi, nói cho mẹ nghe coi. Con thấy trong người khác, có phải con có thai rồi không? Dạ, con cũng không biết nữa. Chỉ thấy là con bị trễ mấy ngày rồi. Bị trễ. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là anh dụ tôi đi spa. Để rồi anh về nhà với nó đúng không? Trời ơi, đúng là lòng dạ đàn ông thật là đáng sợ. Anh để quên một số tài liệu, phải về nhà lấy để chiều nay họp. Thôi, anh đi họp nha. Vậy em đi làm hay là ở nhà? Anh nói đi. Anh nói thật lòng đi. Là anh chán em rồi phải không? Sếp cứ hành hạ anh chuyện này hoài vậy. Nghe anh nói nè, em đi làm hay là ở nhà? Anh chở em đi. Em đi không? Em, anh đi làm đi. Mai họp báo với anh, trong công ty có chuyện rắc rối. Vậy à? Anh bực mình quá đi. Thôi, em vô phòng nghỉ đi.
Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng ngực không lấy cho con lấy chồng sao, lỡ mãi cha yêu mẹ nhờ, chén cơm đôi đùa. Chén cơm đôi đùa tách trà hai. Ôi trời chiều thôi, ngồi buồn nhớ con thôi. Nó đang lưu lạc nơi nào, cha chẳng biết tin con. Mỏi mòn nơi trong, mà biển biết tâm như biển rộng sông dài, trăng đã thổi từng bờ sông. Cảnh cô yêu ra cho giả đúng nắng ngơ, thương con và gia thiết nhớ ơi. Mọi người đi đâu hết rồi? Sao anh ở đây một mình vậy? Anh chị Tư với mấy người đi kiếm gì ăn rồi. Sao không ăn ở đây mà đi chỗ khác cho mất thời gian vậy? Nghe nói đi ăn món đồng quê rẻ mà ngon. Sao anh không đi với họ mà ngồi đây? Mà sáng tôi có ăn tô bánh canh lớn, giờ còn no. Có ăn gì chưa? Chưa. Để một lát tôi kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm, tôi với anh ăn luôn. Chắc tôi ngồi cho cô vui thôi. Anh Sáu hiền lành quá. Chắc con gái được hưởng phước dữ lắm nè. Tôi bất tài vô dụng con. Cả đời chỉ biết đờn ca tài tử với bạn bè, không làm gì giúp đỡ cho vợ con. Ta nói nhiều khi con vợ tôi nó rầy tôi thấy cũng đúng lắm. Chỉ rầy anh sao? Bà kêu tôi là cục nợ, hãy dính tới ai thì cục nợ cho người đó. Giờ thì cục nợ với anh chị Tư, với cô Kim rồi đó. Có khi có những cục nợ mà người ta muốn mang vô cũng không được. Anh Sáu nè, anh đừng nghĩ tới nợ nần chi nữa. Biết ai nợ ai, cuộc đời sống tới từng ngày tuổi rồi cũng khó nói đâu duyên đâu nợ. Em quý cái tài, cái đức của anh. Thôi thì cứ túc tắc, ban nhạc cứ chơi, biết đâu lại đúng như lời Từ nói thì sao. Em cũng nghĩ kỹ rồi, xong có khúc, người có lúc, biết đâu đây lại là duyên nợ. Lạch, hả? Vô đi. Nhà trọ của tôi trống á, tôi ở có một mình à. Lạnh, vô đi, nhẹ lên. Lạnh, vô đi. Là vô đây nghỉ một chút đi. Vậy tới đây là an toàn rồi, đừng có sợ nữa. Ủa,
Ông ở đây mình hả? Chưa mấy mình giờ. Nhưng mà ít bữa nữa có anh Ân lên ở chung với tôi nè. Anh Ân lên đây làm gì? Thì anh Ân lên đây học trường dạy nghề chung với tôi nè. Anh em tôi quyết chí làm đại cuộc đời. Thôi bà ngồi uống nước đi. Tôi chạy ra coi cái gì mua cho bà ăn ngang. Thôi khỏi. Tôi không có đói. Tôi cũng khỏe rồi. Tôi thấy lo cho ông Mầm. Đâu có gì mà bà phải lo cho cổ. Người ta lấy được chồng giàu, vừa đẹp trai, thỏa mãn ý nguyện rồi. Việc gì mà bà phải lo cho người ta? Tôi nghĩ Mầm không được như vậy đâu. Bà nói vậy là sao? Mà chuyện của bà làm sao mà bà phải trốn? Bao nhiêu cô mơ ước được lấy chồng ngoại như bà, mà sao bà trốn cho khổ vậy? Bà nói tôi nghe coi. Bà nói tôi nghe coi, bà sao vậy? Tôi cũng tưởng là được đổi đời, được người ta mai mối lấy chồng nước ngoài, giàu sang phú quý. Mà thực sự không phải như vậy. Kỳ lắm. Họ sỉ nhục mình. Giống như là đi cho mấy người đàn ông lạ quắc nhìn ngó, sờ mó, kiểm tra đủ thứ. Rồi còn kiểm tra coi có còn nguyên không nữa. Dễ sợ lắm. Trời ơi, trời, Mầm có bị như vậy không? Tôi không biết. Tại con Mầm nó được người ta lựa đầu tiên, đưa đi cho người ta coi mắt, rồi được tuyển liền. Sau đó nó ở riêng, không ở chung với tụi tôi nữa. Còn Bến đâu? Con Bến thì chung đợi với tôi nè. Rồi có một người lựa nó liền. Mà cũng kỳ lắm. Không thấy làm đám cưới, làm thủ tục như con Mầm. Mà tối đó người ta đưa nó đi luôn vậy đó. Không thấy quay lại lấy đồ đạc quần áo gì hết. Rồi bây giờ bà có biết chỗ ở của Bến hay Mầm gì không? Trời ơi, đã nói là mờ ám, bí mật. Chỗ trọ của tôi lúc nào cũng có mấy thằng mặt hầm hầm canh gác, như cây tù vậy đó. Chỗ bà ở trọ là ở đâu? Bà chỉ tôi đi. Tôi đâu có biết chỗ nào là chỗ nào đâu. Tôi xách đồ đạc còn để nguyên hết đằng đó. Tôi không biết phải sống sao giờ ông Thắng ơi. Thôi, bây giờ mà nằm xuống đây cũng một giấc cho tỉnh đi. Để tôi gọi điện gì cho anh Ân, coi ảnh có cách gì không đã. Tôi mới cho nó uống một liều thuốc nhẹ rồi, nó đang ngủ. Cẩn thận, xong nó bị sốc thuốc lắm chưa. Phải từ từ, ít thôi nha ông. Nè, ông làm ăn gì nó chưa? Chưa. Cái nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Mà đừng có ở đó mà lo. Cứ nghi ngờ tầm bậy tầm bạ không. Thôi nha. Thank you.
em đi qua đó cho người ta kiểm tra hành lý xách tay, rồi theo mấy người kia lên máy bay. À, sao vậy? Em đi cùng với anh mà, sao anh nhận kỹ quá vậy? Anh xin lỗi em, anh phải ở lại đi kiếm sao. Em phải đi qua đó một mình rồi. Anh thật xin lỗi em, thật sự trong lòng anh có tình cảm với em. Em đẹp lắm, em thật đáng lắm. Anh nói gì kỳ vậy? Em làm sao mà đi một mình mà không có anh được? Anh phải đi chung với em chứ. Em cứ tấm hình này, thứ bên đó xuống sân bay, em cứ đưa tấm hình này lên, người này sẽ đến đón em. Người này là ai? Anh đưa hình cho em làm gì? Người này mới là chồng của em thật sự. Em hãy sang bên đó sống như người này. Mai Hồng, em khỏe rồi hả? Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ, vô công ty làm gì? Phải rồi, bây giờ anh đâu cần gì tới em nữa. Anh có vợ trẻ đẹp, có tất cả mọi thứ. Em chỉ là người vợ vô dụng của anh thôi. Anh muốn tống khứ em đi đâu đó càng xa càng tốt, phải vậy không? Cô ta chỉ sinh con cho chúng ta mà thôi. Anh với em đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu rồi. Sao em cứ ghen tuông với cổ hoài vậy? Em thật là tức cười đó. Anh nói với em rồi, hãy cố gắng chịu đựng một năm thôi mà. Anh nói thật lòng với em đi, là anh đang mê đắm cô ta. Anh không còn yêu em nữa đúng không? Bởi vì cô ta quá đẹp, cô ta đàn hay hát giỏi, cô ta hơn em mọi bề. Có đúng vậy không anh? Mai Hồng, em vẫn là vợ chính thức của anh. Em vẫn là số một trong lòng của anh, trong ngôi nhà của dòng họ Lý. Em hiểu không? Em đừng tự hạ thấp mình như vậy. Chưa nói, ở trong công ty, mỗi ngày chúng ta vẫn là vợ chồng. Ở bên nhau, 10 tiếng đồng hồ chứ còn gì. Tại em yêu anh quá. Em sợ mất anh. Thôi được rồi. Em à, thôi bây giờ em sang phòng kinh doanh đi em. Em chuẩn bị đi. Vài phút nữa anh có cuộc họp với khách hàng mua chung cư mới. Anh cần chuẩn bị một số tài liệu cần thiết. Nghe em. Thank you.
em sợ. Em sẽ làm vợ. Ủa anh Ân, anh Ân đi đâu vậy? Ủa, mấy đứa chưa chịu nghỉ tan trưa hả? Trễ lắm rồi. Ra ngoài anh hỏi chuyện chút được không? Mà sao em nhìn anh giống như đang có chuyện lớn vậy? Không có chuyện nghiêm trọng đâu. Anh chỉ muốn hỏi mấy hôm nay má em có khỏe không? Má em khỏe. Dạo này má em ăn uống điều độ nên vui vẻ lắm, không có đau ốm gì hết á. Nhưng mà tím ở Sài Gòn là đâu vậy? Dạ, tí em ở nhà chú Thím Tư á. Mà hình như em nghe nói là chú Thím Tư với tí em làm cho cái bài gì đó ở cái nhà hàng gì đó, em không biết nữa. Em có địa chỉ hay số điện thoại của chú Thím Tư được không? Hay là địa chỉ nhà hàng chỗ tím làm cũng được. Nhưng mà có chuyện gì với anh? Thì không có gì đâu. Anh chỉ muốn gặp tím thôi. Anh định lên Sài Gòn gặp chị hai em phải không? Đâu có. Mà anh gặp chị hai em làm gì nữa chứ? Chị hai em sao rồi? Tốt lắm anh. Nghe chị hai em nói á, là má chồng chị cưng chị lắm đó. Mà đặc biệt á, là chồng chị cưng chị như bà Hoàng luôn đó. Vậy là nhà em có điện thoại rồi hả? Cho anh số để gọi được không? Dạ. Chị hai em kêu lắp cái điện thoại để cho dễ liên lạc. Mà hình như ảnh kêu chị nói như vậy á, ảnh còn cho tiền má em lắp điện thoại nữa mà. Ảnh nói làm như vậy để chị Duyên dễ liên lạc với má hơn. Chị hai em. Mà thôi, cái gì đã qua cho qua luôn đi. Cứ để chị hai em bình yên hạnh phúc. Anh có gì khác? Anh muốn gặp tí em thôi. Có chuyện gì với anh? Nhưng mà địa chỉ em để ở nhà rồi. Chiều anh ghé em đưa cho anh nha. Vậy thôi anh về nghe. Anh về. Chị anh ghé nhà em chia điện thoại cho anh nói chuyện với tí em luôn nha. Dì Năm ơi, dì Năm. Dì Năm có nhà không, dì Năm? Dạ con nè. Ủa Ân hả con? Con đi đâu đây? Dạ con sang hỏi dì Năm là nhà có chiếu trắng bán không? Con đang thiếu chiếu giao cho người ta quá trời nè. Trời đất ơi, con lành nó đi hổm rài, đâu có ai ở nhà đâu mà dịch chiếu, mà có chiếu bán hả con? Ủa lành đi đâu hả dì Năm? Thì con lành á, nó đi lên thành phố để lấy chồng người nước ngoài. Mà giờ nó... Thằng này là ai vậy? Đây là cậu Ân, làm ở lò in chiếu với con lành. Còn đây là... Tôi lo gì cũng như cho con lành. Anh có thấy con lành về không? Dạ thưa không. Ủa vậy chưa lành lấy được chồng chứ gì Năm? Con lành lấy chồng rồi. Thôi con đi nghe gì Năm. Mà nhà gì Năm có khách ở Sài Gòn xuống nghỉ lại. Sao gì Năm không báo công an xã biết đi? Thôi để con ra báo công an xã biết nha. Không cần đâu, tụi tôi về Sài Gòn liền bây giờ. Tụi tôi xuống đây á để báo cho dì Năm biết là con gái dì Năm đã lấy chồng. Dì Năm ơi, dì Năm. Tụi đi dì Năm. Dì Năm lại đi ngồi đi. Chàng ơi, mai phước quá trời luôn. Con mà không tới á, chắc nó hành hạ dì Năm tới khuya luôn quá à. Con biết rồi. Con tới để báo dì Năm biết là lành an toàn rồi. Dì đừng lo cho lành nữa. Trời đất, nó ở đâu vậy? Tại sao mày lại xuống nó bỏ trốn vậy? Người ta đang kiếm nó tùm lum hết kìa.
Mày nói nó tới trình diện người ta đi. Chứ nó trốn rồi, tụi nó xuống đòi nợ dì Năm, làm sao tao chịu cho xiết. Dì Năm nợ gì họ? Thì bữa con Lành nó đi theo người ta đó, là họ đã đưa cho dì Năm mười mấy triệu rồi, đặng lo tiền thuốc thang, tiền bệnh viện. Rồi mấy bữa trước nó làm đám cưới á, người ta tổ chức linh đình ở trên nhà hàng á, sang trọng dữ lắm, cũng tốn hết mấy chục triệu lần đó. Vậy mà con Lành nó bỏ nó trốn đi. Bây giờ thằng chồng nó thuê người ta xuống đây tìm kiếm. Tụi nó gia hạn một tháng á, mà không kiếm được con Lành. Là nó đòi dì Năm 70-80 triệu. Tiền đâu mà dì Năm trả hả con? Trời, con với cái chỗ sung sướng mà nó không biết hưởng. Con nói với nó, về lại với chồng nó đi con. Dì Năm ơi, tụi nó không như dì Năm nghĩ đâu. Bực bội lắm á, con Lành mới trốn khỏi chỗ đó. Vậy thôi, con đi nghe dì Năm. Con ơi, con Lành nó ở đâu vậy? Dạ, con biết Lành nó ở đâu nữa dì Năm. Con nói nó về trình diện với người ta đi con. Một tháng nữa mà nó không về, làm sao mà dì Năm trả nợ nổi. Con nói nó vậy nha con. Dạ thôi con về nghe dì Năm. Ừ, nhớ nghe con. Bà ngủ tới giờ này mới dậy đó hả? Tối qua ngủ đâu có được, sáng nay ngủ mới được. Ủa, mà anh Ân gọi cho ông chưa? Chưa. Sáng giờ á, tôi học trong lớp, đâu có dám mở máy đâu. Mới mở mà ông chưa có gọi lại. Chắc tôi về nhà quá. Khoan đã, chờ coi anh Ân nói sao đã. Tôi làm sao cứ trốn trong nhà ông hoài được. Nằm miết trong nhà vậy chắc tôi chết luôn quá. Vậy chứ bây giờ bà muốn làm sao? Tôi... chắc là tôi phải đi kiếm chuyện gì đó làm, để có tiền trả nợ cho bà Bân, rồi về nhà nữa. Trời ơi, bà tưởng cái đất Sài Gòn này không nghề không ngỗng như bà vậy kiếm việc làm lắm hả? Có gì đâu, tôi đi giặt đồ, rửa chén, lau nhà. Làm vậy ta cũng trả tiền được, có sao đâu. Trời ơi, bà ngó cái thân cò hương của bà đi. Ai mà thèm mướn bà vô làm bà có chuyện đó. Kệ tôi. Tôi đâu có khỏe mạnh xinh tươi như là bà Mầm bà Bến đâu. Bởi vậy, thôi, về nhà cái đã, rồi có gì tính sao. Ông Thắng, rảnh chở giùm tôi ra bến xe cái. Với lại sẵn tiện cho tôi mượn ít tiền trả tiền xe luôn. Alo. Vậy gì mà cao dữ vậy? Trời ơi, cao gì? Có 5-7 phân à. Trong vũ trường á, con biết người ta mang cả thoát lần. Ráng đi con. Rồi, quá đẹp. Đứng dậy đi thử ba coi coi. À. Từ từ rồi đó.
Mày lại. Rồi, đi đi. Giỏi, quay lại. Rồi, từ từ đi lại phía ba nè. Đó, từ từ. Rồi, quá đẹp. Chờ ba chút xíu nha. Hôm nay ba sẽ dạy cho con nhảy đầm. Xin mời vị đẹp. Ba, ba giống tài tử Sene ở bên tay bên Pháp quá à. Có nhiều điều còn giống nữa con. Con thương biết đâu. Bây giờ ba dạy con nhảy điệu xì lô. Điệu nhạc này êm dịu, dễ nhảy lắm. Con để ba lên vai ba. Rồi, con bước tới chân trái. Bước tới một bước. Từ từ con. Con đến đây đây. Con lắp mông cho ba nè. Rồi, đó. Con lắp cho ba. Rồi, con lắc đi, lắc theo ba nè. Còn con bước từ từ thôi. Con bước chậm hơn cái ba. Rồi. Anh Sáu lấy nhịp ha. Rồi. Rồi. Anh Bảy theo ha. Rồi chuẩn bị. Chơi nè. Đúng là chỗ này rồi, mà vô đi. Mình vô Nam Xuân ha. Rồi. Rồi, 2, 3. Tôi nghe đã rồi đó, không biết là đám trẻ nghe có đã không đó chứ. Đã lắm đó tôi. Ủa rồi mấy đứa là khách của nhà hàng hả? Nghe đã không? Dạ, tôi còn nghe đã thì các bác. Nhưng mà tôi còn không phải là khách của nhà hàng. Trời ơi, vậy là bác mình hụt à. Vậy giờ hai đứa kiếm ai đây? Dạ, tôi còn kiếm bác Sáu. Ông Sáu hả? Dạ. Anh Sáu. Anh Sáu. Có hai đứa nhỏ kiếm anh kìa. Bác Sáu. Ủa, in chứ làm Thắng. Có cả Lành nữa hả con? Dạ, thưa bác Sáu. Dạ, con chào bác Sáu. Dạ, thưa mấy chú. Tụi con đi đâu vậy? Ủa, vậy là ở đây là con cháu dưới quê hết hả? Tụi nó ở dưới quê tôi á. Thôi được rồi, bây giờ tôi tính vậy nè. Bây giờ mình nghỉ ăn cơm cái đi. Rồi lát nữa mình tập thêm chập nữa. Ha? Rồi tối mai mình ra quân. Thấy không? Rồi có gì mình tính sau nha. Hả? Ừ. Vậy đi. Anh Bảy. Mà xuống đây. Đi con. Gia Tường. Dạ. Gấp đồ ăn cho vợ con đi. Nó ăn cho con trai của con nữa đó. Dạ. Nè, em ráng ăn đi em. Em cứ ăn mạnh lên. Săn như mèo vậy. Dạ. Chưa đi bác sĩ.
Mà sao mẹ biết chắc chắn là có thai? Mẹ cứ nhắc hoài vậy. Mẹ đưa nó đi bắt mạch sáng nay rồi. Ông thầy này nói chắc chắn là nó có thai mà. Mẹ ơi, mấy ông thầy đó mà mẹ tin cái gì? Mai Hồng à, em ăn cơm đi. Mẹ à, ngày mai con đưa Duyên đến bệnh viện phụ sản khám là biết chắc có hay không à. Bây giờ con muốn mọi người ăn cơm vui vẻ. Cảm ơn nha. Tôi tự lo được, tôi đang ăn mà. Duyên à, con ăn đi. Chuyện đó nó biết tự lo. À, ngày mai thứ bảy mẹ có khách tới chơi. Coi như ngày mai mẹ tổ chức tiệc mừng. Tụi con á phải ở nhà lo tiếp khách. Duyên à, con chuẩn bị đàn hát cho khách mẹ nghe nha. Dạ. Mẹ muốn khoe con dâu của mẹ. Dạ, con sẽ ráng. Con xin phép mẹ. Xin phép anh. Con no rồi mẹ. Con ăn đi nha. Mẹ, bữa ăn đâu cần phải nói chuyện khác. Con muốn mọi người ăn cơm một cách thoải mái và vui vẻ. Con phải dạy cho nó biết chấp nhận mọi chuyện. Đã thỏa thuận việc gì rồi thì cứ vậy mà làm. Nó không phải là con nít để mà dỗ dành. Đi thì thôi, về đến nhà thì cái mặt như là bánh bao thiêu. Cái mặt như vậy làm sao mà làm ăn khá giả nổi. Mà như vậy nhá, cháu nội của tôi làm sao mà vui được. Cố gắng hợp tác tốt với mẹ chồng mày. Chỉ cần chịu đựng một năm thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có đứa con nối dõi, muốn có hạnh phúc lâu dài thì phải chấp nhận nằm gai nếm mật một thời gian. Mà chính thức như vậy còn hơn là lén lút. Chính thức còn kiểm soát được. Em ơi, nếu em yêu anh thì cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này một cách vui vẻ. Chỉ một năm thôi, khi anh có một thằng con trai, mẹ anh có một đứa cháu đích tôn để nối dõi thì đâu là vô độ. Mình phải biết mỉm cười trên nước mắt. Mình phải làm quen với chị đắng của cuộc đời. Thank you.
Mai Hồng à, em có sao không? Vẫn ổn chứ? Em không sao. Em ổn mà anh. Anh có vô trong này không? Đêm nay anh ngủ lại đây với em được không? Lâu quá rồi. Chắc cả một thế kỷ rồi đó. Anh không ngủ với em.